xin <laughs> ừ. chào. thì ngày hôm qua giờ trên mạng Facebook xuất hiện một cái đoạn video clip quay lại cảnh là một cái sự việc là một người phụ nữ đang rào rú kêu khóc với cái hình với cái việc đó là thầy cho rằng là đang đưa con trên đường đi là hả cấp cứu mà bị lực lượng công an tỉnh đắk lắc là chặn lại và thị cũng không quên gào gú lên rằng đó là lực lượng công an tỉnh đắk Lắk là hả, hành dân đàn áp dân quy hiến bô lô ba la nói chung là các kiểu và hiện nay thì cái đoạn video clip trên nó đã được chia sẻ rất rộng rãi trên mạng facebook với sự tiếp tay của các thành phần là hả, dân chủ cụi phản quốc và bọn dân chủ facebook cộng thêm những kẻ là cạo khiếm mười ngón thương thai và khóc mướn để tiếp tay chia sẻ đoạn video clip trên. Nếu như nhìn xa qua cái đoạn video clip trên thì chúng ta có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy bất bình cho cái việc làm trên của công an tỉnh Đắk Lắk. Nhưng mà thật là chớ chiêu nếu như những ai có đầu óc suy nghĩ và quan sát xem kỹ lại đoạn video clip trên thì chúng ta cũng thấy một cái vở kịch phải nói là cực kỳ vụn về của những tên dâm chủ thuộc tổ chức Con Đường Việt đây là một tổ chức là ngoại quy của tổ chức khủng bố Việt Tân. Và tập hợp trong đoạn video clip kể trên thì chúng ta sẽ thấy là có đầy đủ mặt báo quan gian võ là những kẻ dân chủ cội phản bớt của con đường Việt. Và cái ả mà đội chiếc mũ mà có hình con chim xanh giống hình năm ngón tay đó là chính là mụ dân chủ dùng đây là một kẻ cũng khá nổi tiếng cũng chẳng gì sao lạ. Chắc lẽ thời gian qua cái vụ việc là 600 giáo viên là hả bị là hả thôi hợp đồng ở tại là tỉnh Đắk Lắk. Thì chúng ta cũng đã gặp thị trong cái là hả số nhóm với là hả 600 giáo viên để kích động gây mất an ninh trật tự tại tỉnh Đắk Lắk. Thì ngày hôm nay có một bài viết nói chung là đã phân tích đầy đủ thì xin gửi đến là mọi người như thế này. Sự thật vụ cảnh sát giao thông Đắk Lắk chặn xe cứu thương ngày 20 tháng 4. Những kẻ này là dân chủ hay là gần chó. Ngày 20 tháng 4 xuất hiện một clip chiếc xe vi phạm luật giao thông. Lưu ý, chúng ta cần phải biết chiếc xe này đó vi phạm luật giao thông chứ không phải là xe cứu thương. Cái thứ nhất cái thứ hai nữa khi vi phạm luật giao thông thì lực lượng cảnh sát giao thông họ có quyền yêu cầu dừng xe, kiểm tra phương tiện và tiến hành lập biên bản xử lý. công an đắk lắc chặn lại xử lý bỗng trên xe xuất hiện người phụ nữ mặc áo cargo màu nâu đỏ đầu đội mũ in hình con chim xanh và dòng chữ quyền con người xuống xe khóc góng lên là đưa bé đi cấp cứu người nhà thật ra là đám diễn viên của tập đoàn phản động con đường việt nam Bồng cháu bé đặt xuống đường còn mụ diều hâu xanh thì vừa gống vừa không quên tự cầm điện thoại quay livestream đoạn video đó nó cũng đã gì thể hiện rõ cái điều đó đưa đi cấp cứu nhưng mà sao không thấy ai đưa đi cấp cứu mà đứng đó quay livestream chửi bới lực lượng chức năng để hô hào vu bạ để tụ tập cho đông người lại làm cái gì vậy giữa số xe là có điện thoại livestream nhanh nhé đầy đủ mặt báo quan dân giỏ là những tên nó gì dân chủ cụi những thứ dân chủ bờ hồ anh công an bé cháu bé lên đưa đi xe công an thì đi bệnh viện thì xuất hiện ba con gợn khác xuất hiện ngăn cản chửi công an là đàn áp dân quy hiến lớn thêm bước nữa khi công an cho chiếc xe được đưa cháu bé đi bệnh viện thì chúng lại là tuyên bố chưa rồi không có đi nữa chết cha không được con là hả đi bệnh viện mà chưa rồi không cần phải đi thì xem ra bọn này ở đâu quan tâm gì đến là cái tánh mạng của đứa bé đó đâu chúng nó chỉ quan tâm là phải loi chim sao mà hả, kích động được nhiều người dân vô là hả hiếu kỳ đến xem để chúng nó báo cáo chiến tích với đám khủng bố việt tân ở nước ngoài để mà kiếm tiền Chúng để em bé ngồi lên xe bắt đầu live stream về công việc là công an hành dân, công an vi phạm hiến pháp, còn cháu bé sống chết thì chúng không quan tâm. Sự thật thì như thế nào? Một trong clip toàn là các nhà dâm chủ, thành viên của con đường Việt, một tổ chức ngoại quy của tổ chức khủng bố Việt Tân ở nước ngoài. Mộ Nguyên Thì, con rợn phản động, tham gia gây gói ở Huế và trong vụ là 600 giáo viên ở Đắk Lắk, thành viên của hội anh em dân chủ. Ngô Văn Dũng, một gì một tên gặn ở là thành phố biên buôn ma thuật một con gặn cụi tham gia tổ chức phản động chấn hưng nước việt cũng là tổ chức của tổ chức khủng bố việt tân phạm minh thể một tên việt tân 2017 bị bắt trong bộ gây gói ở thành phố hồ chí minh con ngọ mụ mà vừa gống vừa livestream trên tên dung cũng là một cái gái đĩ gần đệ tử của lê mỹ hạnh diễn viên chuyên nghiệp chặn đường quốc lộ của tập đoàn anh em là hả khủng bố Việt Tân Hành động của chúng Xem thừa sinh mạng của trẻ Trẻ sống, chết không cần thiết Chúng chỉ biết live stream khoe chứng tích với Việt Tân để nhận tiền Hành vi của chúng không phải vì dân chủ Mà là hành động của gận chó Không phải là người Dù việc là giả và cháu bé chỉ là một cái diễn viên Nhưng hành vi phản nhân văn của chúng Đã phản ánh đúng cái bản chất của bọn chúng Dân chủ à Bọn này với là đám dâm chủ phản quốc Chỉ vì những cái đồng đô la lẻ của đám là mắt xanh mũi lỏ ở ngoài bang mà thôi chúng nói gì dân chủ cái gì một lũ chuyên gia đi phá làng phá sớm ba đây là âm mưu công kích vào lực lượng công an đắk lắc có chuẩn bị từ trước trả thù công an khi không cho chúng nó là kiếm ăn trong bộ 600 giáo viên trước đây tại đắk lắc âm mưu hành động trắng trận này đã được chính công mộ quyên thì công khai trên fb từ ngày 16 tháng 4 đề nghị công an đắk lắc xử lý kịp thời kiên quyết đề nghị bà con nhân dân cảnh giác không bị lôi cuốn vào trò hèn của bọn chúng. Thấy hay gặp chúng ở đâu thì cứ tạt nhớ xả vào mặt chúng vì chúng vì cái loài gần chó thì rất sợ là hả? Điều này. Đây là những hình ảnh trên FB của con mộ viên thì nếu như ai mà có FB thì cứ việc vào đó tham khảo xem nó có đúng như vậy hay không. Và đây là cái đoạn video clip của bọn chúng quay lại đây ngày hôm đó. thì qua đoạn ra qua mà lai trên cái từ nhà của bọn chúng thì chúng ta đều đã thấy rõ khi lực lượng công an là thổi chiếc xe vi phạm nó thoại thì lập tức bọn chúng nó đã nhảy xuống xe và không quên chìa điện thoại bắt đầu live stream hô hào gào ú để là gì để kích động những người dân hiếu kỳ tụ tập xúm đông xúm đỏ để bọn chúng live stream để khoe thành tích thì qua đây cũng đề nghị với bà con nhân dân là khi thấy những sự, sự việc như thế thì tuyệt đối không nên là tham gia và hùa theo và hùa với những cái đối tượng trên bởi vì quốc thì có quốc pháp gia thì có gia quy những kẻ vi phạm pháp luật thì phải bị pháp luật xử lý chứ không có phải là vì một bất kỳ cái lý do gì đó mà có thể là gì chống lại lực lượng thi hành là công vụ Hồi qua vụ việc trên thì chúng ta đã thấy những hành vi là phản nhân văn của những cái thành phần dân chủ cụ này ngày càng là quá lố chúng luôn lợi dụng vào các quyền tự do dân chủ của nhà nước của là gì của cá nhân và tổ chức để là vi phạm pháp luật thì qua đây thứ nhất bà con nhân dân cần phải nêu cao tinh thần cảnh giác với những cái đối tượng này khi thấy chúng mặc những chiếc áo có in hình là một con, con chim màu xanh hình giống như năm ngón tay hoặc là nón thì chúng ta có việc là tương thẳng vào mặt của bọn chúng không cần phải ngờ ngại đây là một cái tổ chức phản động vi phạm pháp luật và tập hợp toàn nhìn là những thành phần lưu manh đầu đường xó chợ những thứ cặn bã của xã hội chuyên đi rê rối mất an ninh trật tự phá làng phá xóm dân chủ cái con mẹ gì những thứ này thì qua đây thì chúng ta cũng càng thấy thấy thêm rằng đó, đối với những thứ dân chủ khoảng quốc thì đối với chúng á đô la là quan trọng nhất chứ chúng nó vì dân chủ vì dân hay là vì cái cái gì gì đó mà chúng nó hay gào ố đó chúng nó vì cái quái gì đưa đô la thì chúng nó còn sủa thử xem không cho đô la tụi nó tụi nó sủa không xin kết thúc lại đây